Đây là màn chơi game gây lú nhất trong người nhận hai mà mình từng chơi. Gây lú thật đấy. Cổng dịch chuyển này giống game Portal anh em. Lú phết. Ui, sang tận đâu này? Anh trưởng ạ, lú. Lại quay về rồi. Đây không phải là vì Craven. Ui, chơi không ngáo mẹ luôn mà. Ui, tuyệt vời đấy.